Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lương tối thiểu như rùa bỏ ngựa, vật giá thì lên như tên lửa, dân đen bị nướng trên lửa tàn. Theo như Thời báo chấm được biết, tại Úc, lương tối thiểu là 21,3 đô la Úc một giờ. Với mức lương này, người dân Úc dù làm bất cứ nghề gì cũng đủ sống. Được biết, mỗi cân thịt bò Úc khoảng 19 đô la Úc, chưa bằng tiền công của một giờ làm việc. Ở Úc, ai trả cho công nhân dưới mức lương tối thiểu thì sẽ bị phạt rất nặng. Họ ra luật là để bảo vệ người lao động. Được biết, lương tối thiểu ở Việt Nam hiện nay tính cao nhất là khu vực là 14,6 triệu đồng mỗi tháng. Tính ra mỗi ngày, người dân chỉ nhận được có 180.000 đồng trong một ngày làm việc. Mỗi giờ, người dân Việt Nam làm việc với mức lương tối thiểu thì chỉ có 22.500 đồng. Hiện nay, giá một cân thịt bò Việt Nam khoảng 300.000 đồng một cân, tức là người Việt Nam phải bỏ ra đến hơn 12 giờ làm việc với mức lương tối thiểu thì mới mua được một cân thịt bò. Quy định đồng lương chết đói là cách hút máu nhân dân, thu hút đầu tư để làm đẹp thành tích cho đảng. Mức lương tối thiểu do chính quyền cộng sản đề ra, nó là mức lương cơ sở để doanh nghiệp, cơ quan, nhà nước căn cứ vào đấy, rồi tính theo hệ số. Trên cơ sở của mức lương tối thiểu này, các doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam cứ trả cho công nhân Việt Nam mức lương chết đói đó, và nhờ vậy nước ngoài mới có cơ hội bóc lột người dân Việt Nam sức lao động. Miệng của đảng thì cứ hô hào về một nhà nước của dân, do dân, vì dân, nhưng hành động của họ thì ngược lại. Họ áp mức lương tối thiểu cực thấp, đấy là cách họ cướp sức lao động của dân nghèo Việt Nam để dâng cho tư bản nước ngoài mặc sức bóc lột. Mục đích là để thu hút đầu tư, để đảng có con số tăng trưởng tốt và từ đó khoe khoang thành tích với toàn dân. Thực chất là để có những thành tích như vậy, đảng đã bắt người dân phải hy sinh rất nhiều, như là cách họ đã dùng để hy sinh mạng người dân một cách bừa bãi để xây nên cái vinh quang cho họ vậy. Năm nào vật giá cũng leo thang như thỏng lọng siết cổ người dân vậy. Việc quy định mức lương chết đói khiến cho lương công chức cũng chết đói và lương của quan chức cũng như thế. Lương của 4 vị trí tứ trụ chỉ là 18 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, với quan chức, dù chỉ nhận mức lương do nhà nước quy định, nhưng họ vẫn giàu, vẫn có biệt phủ, vẫn có ô tô, vẫn cho con đi du học tại các nền giáo dục tiên tiến đắt đỏ trên thế giới với chi phí hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Nói chung, dù có quy định mức lương chết đói thì quan chức vẫn không đói, quan chức miễn nhiệm, rất miễn với các quy định này của nhà nước, vì họ đâu có dùng lương để sống. Nếu xem những con số thống kê về lạm phát của Việt Nam thì không thể nào tin được, mà phải khảo sát thực tế xem mức giá của các mặt hàng tiêu dùng có bị trượt hay không. Tuy nhiên, bất chấp con số được công bố về lạm phát rất lý tưởng thì vật giá cứ leo thang. Theo một nhà quan sát cho biết, mỗi năm vật giá tăng không dưới 10% ở các mặt hàng thiết yếu. Trong khi đó, mức lương tối thiểu trong năm qua thì rất ít tăng. Năm 2018, lương tối thiểu tăng 3,9 triệu đồng mỗi tháng và năm 2023 tăng lên 4,6 triệu đồng mỗi tháng. Trong 5 năm, trung bình mỗi năm mức lương tối thiểu chỉ tăng có 3,3% mà thôi. Nhưng giá cả hàng hóa tăng gấp nhiều lần. Con rùa đã là hình ảnh của sự chậm chạp, thì con rùa bò ngựa là hình ảnh dậm chân tại chỗ. Với mức tăng giá hàng năm như thế thì rõ ràng mức lương tụt rất xa so với vật giá. Nếu nhà nước mà vì dân thực sự thì họ không quy định mức lương tối thiểu kiểu như thế này để dìm người dân xuống vũng bùn, đói nghèo. Người dân dù nỗ lực đến đâu thì cũng không thể nào thoát nghèo cho được. Nhân công giá rẻ là chính sách của đảng. Nếu nói thời chiến tranh, Đảng Cộng sản đem người dân nướng trên ngọn lửa chiến tranh để mà mang lại vinh quang cho đảng, thì thời nay vẫn như thế. Đảng vẫn dùng dân để nướng lên ngọn lửa đói nghèo và khó khăn để mang lại vinh quang về cho đảng. Với mức lương tối thiểu kiểu chết đói, toàn dân Việt Nam bị móc túi một lượng tiền không thể nào cân đong đo đếm cho được. Việt Nam là đất nước trăm triệu dân, sự bóc lột dựa trên quy định mức lương tối thiểu như thế đã giết đi cơ hội có được cuộc sống bình thường của những người dân mà lẽ ra họ phải có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin lương tối thiểu như rùa bỏ ngựa, vật giá thì như tên lửa, dân đen bị nướng trên lửa.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Điểm hòa vốn quyết định sinh mệnh của VinFast. Vào ngày 15 tháng 8 hôm nay là ngày mà VinFast lên sàn chứng khoán của Mỹ. Đây là công ty Việt Nam đầu tiên làm được điều này. Nhưng hiện nay thì VinFast đang lỗ, và điều đáng nói là lỗ mỗi ngày một tăng. Vào năm 2021 lỗ 1,3 tỷ đô la, năm 2022 lỗ lên 2,1 tỷ đô la. Trong 3 tháng đầu năm 2023 lỗ lên 600 triệu đô la Mỹ, nghĩa là cái lò đốt tiền của VinFast như một cơn cháy rừng, cháy ngày càng lan rộng. Định giá VinFast. Việc một công ty khởi nghiệp bị lỗ trong thời gian đầu là việc dễ hiểu, bởi họ đầu tư nhà xưởng, thuê nhân lực, vân vân, tất cả đều phải tốn nhiều tiền. Trong lúc hàng hóa thì chưa bán được nhiều, nguồn thu chưa có. Tuy nhiên, dù lỗ cỡ nào thì cũng phải là doanh nghiệp được thị trường đón nhận, khi đó điểm hòa vốn mới xuất hiện và từ đó công ty mới phát triển dần. Công ty Tesla cũng đốt tiền giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên, điểm khác giữa Tesla và VinFast là xe Tesla từ khi mới ra đời đã được thị trường đón nhận. Đó là một tín hiệu để công ty khởi nghiệp thấy được đích đến. Miễn sao kiên trì sẽ có ngày huy hoàng. Ông Phạm Nhật Vượng thuê những doanh nghiệp tên tuổi để đánh giá về giá trị của công ty VinFast, và họ đã định giá giá trị doanh nghiệp này sau khi IPO lên tới 27 tỷ đô la Mỹ. Sau khi trừ đi các khoản lỗ 4 tỷ thì giá trị công ty còn 23 tỷ. Việc đánh giá này dựa vào những dữ kiện chủ quan thuộc về tương lai nếu VinFast thuyết phục được thị trường chấp nhận sản phẩm của mình. Điểm hòa vốn hiện ra trước mắt thì giá cổ phiếu của VinFast có thể tăng theo thời gian, nếu không thì sau đó giá cổ phiếu sẽ lại giảm xuống rất nhanh. Việc lô hàng đầu tiên xuất sang Mỹ đã bị lỗi và sau đó là liên tục bị những tờ báo của Mỹ chê xe VinFast là một cản trở rất lớn trên con đường xây dựng thương hiệu. Điều đáng nói là dịch vụ hậu mãi của VinFast vẫn như là một con số 0. Nếu khách hàng mua VinFast mà có trục trặc kỹ thuật thì họ tìm đâu ra nơi để mà sửa chữa đầy. Nếu không thay đổi thì rất khó để VinFast được tín nhiệm tại Mỹ. Giá cổ phiếu thì phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Có người cho rằng VinFast là công ty khởi nghiệp có ưu thế hơn rất nhiều công ty khởi nghiệp khác. Nó được Vingroup hậu thuẫn bằng nguồn tiền khủng thu được từ kinh doanh đất đai bao nhiêu năm qua. Năm nay, chính ông Phạm Nhật Vượng cũng đã hứa trích ra 1 tỷ đô la trong khối tài sản của ông để tặng cho VinFast, và Vinhome cũng sẽ hỗ trợ cho VinFast đến 2,5 tỷ đô la Mỹ để mà bổ sung vào nguồn vốn cho VinFast. Nhưng những hỗ trợ này cũng chỉ đảm bảo cho VinFast kéo dài thời gian tồn tại, chứ không thể giúp VinFast hòa vốn cho được. Việc hòa vốn liên quan đến sự chấp nhận của thị trường đối với xe VinFast. Chuyện dự đoán giá trị vốn hóa của VinFast cũng chỉ là dự đoán, và bây giờ mọi cái đã rõ ràng. Tuy nhiên, thực tế thì số lượng lỗ không có cua rất nhiều, và chỉ khi nào thò tay bắt được mới biết là cua có cua hay không. Việc định giá xe VinFast cũng tương tự, người ta đưa ra một giả định về thị phần mà VinFast sẽ chiếm được, và từ đó tính ra giá trị. Cách tính này rất vô chừng và thường không chính xác, bởi nó không phải là những giá trị thật trước mắt. Mục tiêu đầy tham vọng của VinFast, chờ kiểm chứng xem sao. Sau khi VinFast IPO thì vẫn còn phải chờ mới biết được giá trị vốn hóa, bởi sau những ồn ào ban đầu thì vốn hóa được tính dựa trên giá trị cổ phiếu thật, và đó mới là giá trị thật của VinFast. Thị trường ô tô điện của Mỹ rất rộng lớn và là thị trường có thể nuôi sống rất nhiều đại gia ngành ô tô trên thế giới. Tuy nhiên, đây được xem là thị trường khó tính, chứ không dễ dãi như thị trường tại Việt Nam. Hiện nay, xe Trung Quốc vẫn chưa thể bám rễ trên thị trường Mỹ, bởi chất lượng xe Trung Quốc vẫn còn khoảng cách lớn với các hãng xe khác và người dân rất nghi ngại khi sử dụng những hãng xe này. Mới đây, VinFast đã bị lộ về việc treo đầu dê bán thịt chó, sản phẩm quảng cáo do Tây thiết kế nhưng thực chất lại là của Tàu. Thì rõ ràng, đấy là bất lợi rất lớn đối với VinFast khi ra sân chơi trên thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Điểm hòa vốn quyết định sinh mệnh của VinFast. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de